Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đủ. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 375 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem chi tiết về chiếc xe Hyundai Accent 2021 này quý vị và các bạn nhé. Đấy, và đây là cái đằng sau, ba lần sốc sau của xe đây các bạn này. Chiếc xe rất là mới, rất là đẹp này, toàn bộ từ cụm đèn hậu này. Đấy, từ cụm đèn hậu còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Phiên bản đủ cho nên là xe đã được trang bị la răng đúc này, khóa thông minh, đèn nổ, start top và dàn lốp thì các bạn thấy đấy ạ. Còn rất là dày luôn các bạn nhé. Dàn lốp còn rất dày luôn này. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy. Và nhìn về cái phần đằng trước, phần ba đợt sốc trước của xe đây các bạn này. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn gầm cũng là đèn bi luôn các bạn nhé. Đấy. Rất là mới luôn này. Đấy, phần nước sơn bên ngoài các bạn thấy đấy ạ, đây là cái phần sườn bên lái này. Sơn zin của xe còn rất là nhiều luôn các bạn nhá. Đấy, sơn zin còn rất là nhiều. Xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Rất là đẹp luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Bấm tay để mở cửa này. Đây là cái táp bi cánh cửa phía trước. Bên lái từ keo chỉ còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa còn nguyên này. Toàn bộ từ táp bi đến táp lô đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này thì các bạn thấy đây ạ. Táp lô đã được chủ xe dùng tấm phủ cho nên là còn rất là mới luôn đây này. Bên dưới này rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, tấm phủ này. Đồng hồ công tơ mét là hơn 6 vạn km này. Phiên bản đủ cho nên là xe cũng đã được trang bị là vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Màn hình Android này. Đấy, phiên bản số sàn. Hộp số tay 6 cấp luôn các bạn nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn, nội thất ghế da rồi này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 này. Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Phiên bản 1.4 MT các bạn nhé. Trải sàn da rồi này. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phần nội thất thì rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Bên lái keo chỉ còn nguyên bản này. Toàn bộ từ keo chỉ này, hàng ghế còn nguyên bản hết luôn bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Đấy, nội thất hàng ghế sau này. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Chân cổng sạc USB này. Đấy, đầy đủ hết luôn bạn ạ. Một chiếc xe hạng B sedan rất đẹp nhá. Và đây là cái cốp sau của chiếc xe các bạn nhá. Ốc cốp sau còn nguyên zin này. Keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên zin luôn. Đấy. Keo chỉ nguyên zin, ốc cốp sau nguyên zin. Đều rất đẹp như này đây các bạn nhá. Cốp sau chưa có bị xước sát gì cả này. Phần nỉ cũng còn rất là mới luôn. Đấy, lốp sơ cua cũng mới tinh luôn các bạn nhá. Lốp sơ cua còn mới tinh. Đấy, những cái phần nỉ đằng sau này còn rất đẹp luôn các bạn này. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, táp bi rất đẹp luôn. Từ táp bi cho đến nội thất hàng ghế sau đều rất đẹp này. Bên phụ cũng được bấm tay để mở cửa quý vị các bạn nhé. Đấy, và keo chỉ của cánh cửa này còn nguyên zin hết luôn. Đấy, tất cả là còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là còn nguyên bản hết này. Toàn bộ từ táp bi
mới tinh như này đây. Tablo, phủ tablo rất đẹp. Đấy, màn hình Android, khóa thông minh, đề nổ start top. Đấy, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất đẹp như này đây các bạn ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi các bạn nhé. Toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là mới như vậy rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đây, Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc ASEAN 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp với hộp số tay 6 cấp các bạn nhé. Đấy, và đây từ ốc chân máy này còn nguyên bản này, ốc chân máy cho đến ốc mặt máy này đều nguyên zin hết luôn các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn này, từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy đều nguyên zin. Đấy, cam kết với quý vị các bạn là động cơ nguyên zin luôn các bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên zin này, keo chỉ cũng còn nguyên zin luôn này. Đấy, keo chỉ nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Và keo chỉ là nguyên zin này, ốc cabo còn nguyên, chưa có vết tháo đâu các bạn nhé. Ốc tai này cũng zin này, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc ASEAN 2021 phiên bản MT này các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 375 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai ASEAN 2021 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.